Chào tất cả các em. Trong tiết học hôm nay thì cô và các em tiếp tục ôn tập toán nhé. Thì bài học hôm nay sẽ gồm có 5 bài tập. Các em tự xem bài tập và tự làm bài vào vở của mình nhé các em. Các em cố gắng thực hiện đúng các bài tập mà cô giao nhé. Các em bắt đầu làm bài tập